Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 86 luyện tập vở bài tập môn toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng mình học kèm nhé. Bây giờ thì hãy mở sách ra trang số 66 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Tính 612 chia cho mấy? Chia cho 4 này. Các em thấy này, 6 chia 4 được 1. Tất cả những phép tính này khá là dễ rồi. Chúng ta có thể dừng video lại, chúng ta thực hiện, sau đó là đối sánh kết quả với thầy. 1 nhân với 4 thì bằng 4 này. 6 trừ đi 4 thì bằng 2. Hạ 1 xuống, chúng mình được 21. 21 chia cho 4 thì được 5. 5 nhân 4 là 20. 21 trừ đi 20 thì bằng 1. Hạ 2 ta được 12. 12 chia 4 thì được 3. 3 nhân với 4 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Như vậy thì đây là một phép chia hết nhé. Vậy thì chúng ta ghi này. Vậy 6, 1, 2 mà chia cho 4 thì sẽ bằng 1, 5, 3. Được chưa? Rồi tương tự như vậy ở đây. 8 chia 7 được 1. 1 nhân với 7 thì bằng 7. 8 trừ đi 7 bằng 1. Hạ 5 ta được 10, 15. 15 chia cho 7 được 2. 2 nhân với 7 bằng 10. 14, 15 mà trừ đi 14 thì bằng 1. Hạ 4 xuống này. 14 chia 7 được 2. 2 nhân với 7 là 14 này. 14 trừ 14 thì bằng 0. Được chưa? Vậy thì 8, 5, 4 mà chia cho 7 thì sẽ bằng 1, 2, 2. Được chưa? Rồi sang phép tính tiếp theo này. 9, 8, 4, 8 chia 8 này. 9 chia 8 được 1. 1 nhân với 8 thì bằng 8. 9 trừ 8 thì bằng 1. Hạ 8 ta được 18. 18 chia cho 8 thì chỉ được mấy? 2 thôi đúng không? 2 nhân 8 10, 16. 18 mà trừ 16 thì bằng 2. Hạ số mấy? Số 4. 24 chia cho 8 được 3. 3 nhân 8 2 24. 24 trừ 24 bằng 0. Hạ 8 xuống. 8 chia 8 được 1. 1 nhân với 8 thì bằng 8. 8 trừ đi 8 thì bằng 0. Như vậy thì phép tính này, vậy 9 8 4, 8 chia cho 8 sẽ bằng 1, 2, 3, 1. Được chưa? Xong nha. Rồi mình đến với 3 phép chia tiếp theo. 4 chia 3 được 1. 1 nhân với 3 thì bằng 3. 4 trừ 3 bằng 1. Hạ 8. 18 chia cho 3 được 6. 6 nhân 3 18. 18 trừ 18 bằng 0. Hạ số 5. 5 chia 3 được 1. 1 nhân với 3 thì bằng 3. 5 trừ đi 3 thì bằng 2. Hạ 1. 21 chia 3 bằng 7. 7 nhân 3 21. 21 trừ 21 bằng 0. Vậy thì 4, 8, 5, 1 chia cho 3 sẽ bằng 1, 6, 1, 7. Được chưa? Rồi, xong phép chia tiếp theo này. 3 chia 2 bằng 1. 1 nhân 2 là 2. 3 trừ đi 2 thì bằng 1. Hạ số 6 được 16. 16 chia 2 được mấy? 8.
8 x 2 16, 16 trừ 16 thì bằng 0. Hạ số mấy? Hạ số 5. 5 chia 2 được 2. 2 x 2 bằng 4. 5 mà trừ đi 4 thì bằng mấy? 1. Hạ tiếp số mấy? Số 4. 14 chia 2 được 7. 7 x với 2 bằng 10. 14 này. 14 trừ 14 bằng 0. Hạ tiếp số 2. 2 chia 2 được 1. 1 x 2 bằng 2. 2 trừ đi 2 bằng 0. Được chưa? Đó, vậy thì đến đây các em lại viết này. Vậy thì 3, 6, 5, 4, 2 chia cho 2 thì sẽ bằng 1, 8, 2, 7, 1. Được chưa? Xong nhá. Rồi, đến phép chia tiếp theo. 6, 9, 6, 8, 4 chia 6. 6 chia 6 được 1. 1 nhân với 6 thì bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 6 cũng chỉ được mấy thôi? 1. 1 nhân với 6 thì bằng 6. 9 mà trừ đi 6 thì bằng gì? 3. Hạ 6 tiếp. 36 chia 6 bằng 6. 6 x 6 36. 36 trừ 36 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 6 được 1. 1 x 6 bằng 6. 8 trừ đi 6 thì bằng 2. Hạ 4, ta được 24. 24 chia 6 thì được 4. 4 x 6 là 2, 24. 24 trừ 24 thì bằng 0. Được chưa? Vậy 6, 9, 6, 8, 4 chia cho 6, chúng mình sẽ được 1, 1, 6, 1, 4. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 2. Người ta yêu cầu tính rồi viết thương và số dư trong mỗi phép chia sau. Đấy, tức là chúng ta sẽ đặt tính, sau đó viết thương và số gì? Số dư. Được chưa? 8, 6, 7 chia cho 4 này, dùng thước kẻ cho thẳng. 8 chia 4 được 2, 2 x 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0, hạ 6. 6 chia 4 được 1, 1 x 4 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2, hạ 7. 27 chia cho 4 được mấy? Được 9 không? Không được, được 8. 8, 4, 32 không được, chỉ được 7. 7, 4, 2, 8 cũng không được luôn, chỉ được 6 thôi nhá. 6 x 4, 2, 24. 27 trừ 24 thì bằng 3. Như vậy, đây là số dư và đây là thương. Đó, vậy các em sẽ ghi này. Thương là bao nhiêu? 216. Số dư là mấy? 3. Được chưa? Tương tự, 8, 4, 7, 9 chia cho 7. 8 chia 7 được 1. 1 x 7 bằng 7. 8 trừ 7 còn 1. 14 chia 7 bằng 2. 2 x 7 14. 14 trừ 14 bằng 0. Hạ 7. 7 chia 7 được 1. 1 x 7 bằng 7. 7 trừ 7 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 7 được 1. 1 x 7 là 7. 9 trừ đi 7 bằng 2. Đấy, như vậy thì đến đây thì bạn nào cũng biết rồi đúng không? Thương là bao nhiêu? 1, 2, 1, 1. Số dư sẽ là mấy? 2. Được chưa?
Rồi, phép chia tiếp theo. 3, 6, 4, 2, 5. Nhớ dùng thước kẻ, lúc nào thầy cũng nhắc nha. 3 chia 2 được 1, 1 x 2 là 2, 3 trừ 2 thì bằng 1. Hạ 6, 16 chia 2 được mấy? 8, 8 x 2 16, 16 trừ 16 bằng 0. Hạ 4, 4 chia 2 được 2, 2 x 2 bằng 4, 4 trừ đi 4 bằng 0. Hạ số 2, 2 chia 2 được 1, 1 x 2 là 2, 2 trừ 2 bằng 0. Hạ số 5, 5 chia cho 2 thì được mấy? 2, 2 x 2 bằng 4, 5 trừ đi 4 thì bằng mấy? 1. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy thương sẽ là bao nhiêu? 1, 8, 2, 1, 2. Và số dư sẽ là mấy? 1. Được chưa? Xong 3 phép chia nhá. Rồi, tiếp tục mình đến 3 phép chia tiếp theo. Cũng giống như vậy. Chia xong, sau đó tìm thương và tìm số, số dư. Những cái clip này khá là dài đúng không nào? 5, 1, 8 chia cho 3. Nói chung là những phần này khá là dễ rồi, các em có thể tự làm. 5 chia 3 được 1, 1 x 3 bằng 3, 5 trừ 3 thì bằng 2, hạ 1. 21 chia 3 bằng 7, 7 x 3 21, 21 trừ 21 bằng 0, hạ 8. 8 chia cho 3 thì được mấy? 2. 2 nhân với 3 bằng 6, 8 mà trừ đi 6 thì bằng 2. Đấy, như vậy thì thương sẽ là số nào đây? 1, 7, 2. Và số dư là mấy? 2. Rồi tiếp tục. 6.592 chia nó cho mấy? Chia nó cho 5. 6 chia 5 được 1, 1 nhân với 5 thì bằng 5. 6 trừ đi 5 bằng 1, hạ 5 xuống. 15 chia cho 5 được 3, 3 nhân với 5 bằng 10, 15. 15 trừ đi 15 thì bằng 0. Hạ 9. 9 chia cho 5 được mấy? Cũng chỉ được 1. 1 nhân với 5 thì bằng 5. 9 trừ đi 5 thì còn 4. Được chưa? Hạ số mấy? Hạ số 2. 42 mà chia cho 5 thì được mấy? 9 không? Không được. Chỉ được 8 thôi. 8 nhân 5 là 4. 40. 42 trừ 40 thì bằng 2. Đấy, như vậy chúng ta lại viết thương là bao nhiêu? 1, 3, 1, 8. Và số dư là mấy? 2. Ok chưa? Rồi, đến phép chia tiếp theo. 8, 6, 6, 8, 9 này. Các em chia nó cho mấy? Chia nó cho 8 này. Nhớ dùng thước nha. 8 chia 8 được 1. 1 x 8 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ số 6 này. Chú ý chỗ này này. 6 chia cho 8 thì bằng 0. 0 x 8 là 0. 6 trừ đi 0 thì bằng 6. Nhớ nha. Đừng quên cái chỗ này nhá. Rồi tiếp tục hạ số 6 nữa ta được 66. 66 chia cho 8 thì được mấy? 8 đúng không? 8 x 8 6, 64. 68 trừ 64 thì bằng 2. Hạ số 8. 28 chia 8 được mấy? 4 không? 48 32 không được, chỉ được 3. 3 x 8 là 2, 24. 28 trừ 24 thì bằng 4. Hạ số gì? Số 9. Đúng chưa? Hạ số 8 rồi đúng không?
Số 8 rồi, giờ đến hạ số gì? Số 9 này. Ta được 49, 49 chia cho 8 thì được mấy? 6. 6848 đúng không? Được 6. 6 nhân 8 4 48, 49 trừ 48 thì còn 1. Như vậy đây chính là số gì? Số dư. Vậy thì mình lại viết, tiếp tục viết vào đây. Thương sẽ là 10836. Số dư là mấy? 1. Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được bài số 1 và bài số 2. Khá là nhiều những cái phép tính toán, đúng không nào? Và lưu ý là chúng ta dùng thước để kẻ cho nó thẳng, cho giáo viên người ta chấm cái điểm trình bày nha. Bài 3 này, có 3455 mét vải, may mỗi một bộ đồng phục thì hết 2 mét. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ đồng phục và còn thừa mấy mét vải? Như vậy thì dạng toán này quá là quen thuộc rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ mình phải thực hiện cái phép tính này. Ta có này 3455 chia cho mấy? Chia cho 2. Đấy thì xem được bao nhiêu và dư bao nhiêu. Được chưa? Rồi, em đặt ra giấy. 3455 chia cho 2. 3 chia 2 được 1. Như vậy đây còn dư 1. 14 chia 2 được 7. 72 14 bằng 0. 5 chia 2 được 2. 2 x 2 là 4, còn dư 1. 15 chia cho 2 được 7. 7 x 2 14. Như vậy đây sẽ bằng lấy 1. Vậy chúng ta sẽ được là 1727. Và dư mấy? Dư 1. Đúng không nào? Dư 1. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ lập luận này. Vậy thì với này, với hay là có cũng được nhá. Với 3455 mét vải, may mỗi bộ phải này, may mỗi bộ hết mấy mét? 2 mét. Rồi chấm này, ta có thể. Những bài này chúng ta lập luận rất là quen thuộc rồi đúng không? Ta có thể may được nhiều nhất. Bài này giống như chúng ta tìm thương và số dư thôi, nhưng mà nó là dạng toán, chúng ta thêm mắm thêm muối vào đúng không? Mà nhiều nhất là bao nhiêu? 1727. Bộ gì? Bộ đồng phục. Bộ đồng phục. Và còn thừa. Thừa đây chính là gì? Số dư này. Đấy, và còn thừa mấy mét? 1 mét vải. Ok. Được chưa? Đấy, bài toán này chúng ta nhớ lập luận theo kiểu đó nha. Sang bài 4 nào. Người ta cho cái bảng này, điền cái số vào, số bị chia này, số chia này. Giờ chúng ta sẽ tìm thương và tìm số dư để điền vào cái bảng này cho hoàn thiện. Như vậy chúng mình sẽ lấy giấy nháp ra thực hiện chia cho nhanh nhé. 7594 chia cho 3, kem nhầm thôi. Được 2, 2, 3 là 6, còn dư 1, 15. 15 chia cho 3 được 5, 5, 3, 10. 15, 15 trừ 15 bằng 0. Hạ 9, 9 chia 3 được 3. 3 x 3 là 9, 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 4, 4 chia 3 được 1. 1 x 3 là 3, 3 trừ 4 trừ 3 bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ được thương là bao nhiêu? 2, 5, 3, 1. Và số dư là mấy? Số dư là 1. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bật cái tốc độ. Bật tốc độ lên nha, để ta làm nha. Rồi, tất cả này chúng ta chỉ là dây nháp thôi. 8498 chia cho 7.
8 chia 7 được 1, 1 x 7 là 7, 8 trừ 7 còn 1. 14 chia cho 7 được 2, 2 x 7 14, 14 trừ 14 bằng 0. Hạ 9, 9 chia 7 cũng chỉ được 1, 1 x 7 là 7, 9 trừ 7 bằng 2. Hạ 8, 28 chia cho 7 được mấy nhỉ? À, 28 chia cho 7 được 4 không? 4, đúng không? 4 x 7, 2, 28. 28 trừ 28 bằng 0. Như vậy, anh này là không có số dư này. Số dư bằng 0 nhé. Sẽ được 1, 2, 1, 4 và dư 0. Được chưa? Tiếp tục. Mình lại có 5, 6, 4, 7, 2 chia cho 4. 5 chia 4 được 1. 1 x 4 là 4, 5 trừ 4 bằng 1. 16 chia 4 bằng 4. 4 x 4 16, 16 trừ 16 bằng 0, hạ 4. 4 chia 4 lại được 1, 1 x 4 là 4, 4 trừ 4 bằng 0, hạ 7. 7 chia 4 được 1, 1 x 4 là 4, 7 trừ 4 bằng 3, hạ gì? Hạ 2. 32 chia 4 được 8, 8 x 4 3, 32, 32 trừ 32 bằng 0. Rồi đấy, như vậy thì thầy chia với tốc độ là tốc biến, đúng không nào? Thì chúng ta có thể cứ dừng video lại chúng ta làm. Và đây là gì? Số dư cũng là 0. Vì nó là phép chia hết, đúng không? Và phép chia tiếp theo này, 60859. 60859 chia nó cho mấy? Chia cho 5. 6 chia 5 được 1. 10 chia cho 5 được 2. Hạ 8, 8 chia 5 được 1. 1 x 5 là 5, 8 trừ 5 bằng 3. Hạ 5, 35 chia cho 5 được 7. 7 x 5 3, 35, 35 trừ 35 bằng 0. Hạ 9, 9 chia cho 5 được mấy? 1, 1 x 5 là 5, 9 trừ 5 bằng 4. Như vậy đây là số dư. Chúng mình sẽ được kết quả là 12.171. Những phần này chúng ta có thể làm nhanh nhé. 12.171. Và dư mấy? Dư là 4. Ok. Đấy, em nào chưa hiểu chúng ta cứ tua lại, xả lại cái video. Rồi, chúng mình còn tới bài 5, bài 6. Hai bài nữa các em ạ. Rồi, bài số 5 này. Làm nhanh quá, không biết có nhiều em có theo kịp không nhá. Thực hiện các phép chia sau rồi dùng phép nhân để thử lại. Tức là chúng ta sẽ chia sau đó chúng ta lại phải dùng gì? Phép nhân để chúng ta thử xem mình chia có đúng không. Rồi, chúng ta trình bày cho đẹp nha. 7, 9, 1, 8, 4. Chia cho 7, nhớ dùng thước kẻ cho thẳng. Chia nó cho 7. 7 chia 7 được 1. 1 nhân với 7 bằng 7. 7 trừ 7 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 7 cũng được 1. 1 nhân 7 là 7. 9 trừ đi 7 thì bằng 2. Hạ 1. 21 chia 7 bằng 3. 3 nhân 7 21. 21 trừ 21 thì bằng 0. Hạ số 8. 8 chia 7 được 1. 1 nhân với 7 thì bằng 7. 8 trừ đi 7 thì bằng mấy? 1. Hạ 4. 14 chia 7 được 2. 2 nhân với 7 14. 14 trừ 14 thì bằng 0. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? Được bao nhiêu đây? Thử lại nhá. Thử lại thì chúng ta lại lấy cái gì? Thương nhân với số chia. Thương là 1, 1, 3, 1, 2. Nhân với số chia, tức là nhân cho 7. Rồi, nếu các em thử lại mà nó đúng bằng số gì? Số bị chia này thì là kết quả đúng nha. Ở đây không có số dư nên mình không có phải làm cái bước cộng số dư nhé. 7 x 2 14, viết 4 nhớ 1. 7 x 1 là 7, thêm 1 bằng 8. 7 x 3 21, viết 1 nhớ 2. 7 x 1 là 7, thêm 2 là 9. Và 7 x với 1 bằng 7. Chuẩn chưa? 79 184 đúng là. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ ghi này, vậy thì 7
9, 1, 8, 4 chia cho 7 thì bằng 1, 1, 3, 1, 2. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, sang một phép chia tiếp theo. Cũng làm như vậy. Mình sẽ có 5, 7, 6, 4, 7 này. Chia nó cho 3, nhớ dùng thước kẻ cho thẳng. 5 chia 3 được 1, 1 nhân với 3 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2, hạ 7. 2, 7 chia 3 bằng 9. 9 nhân 3, 2, 2, 7. 2, 7 trừ 2, 7 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 3 bằng 2, 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ số 4. 4 chia cho 3 thì được mấy? 1. 1 nhân với 3 bằng 3. 4 trừ 3 thì bằng 1. Hạ 7. 17 chia cho 3 thì chỉ được mấy thôi? 5. 5 nhân với 3 bằng 10. 15. 17 mà trừ đi 15 thì còn dư mấy? Dư 2. Như vậy đến bước này khi thử lại thì mình phải nhớ cộng với số dư nữa nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ làm 1, 9, 2, 1, 5 là thương, nhân với số chia là nhân cho 3. Rồi ở đây thì chúng ta phải có số dư nữa nên thầy sẽ kẻ luôn hai phép tính nha. 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 nhân 1 là 3, thêm 1 là 4. 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 9 27, viết 7 nhớ 2. 3 nhân 1 là 3, thêm 2 là 5. Như vậy thì mình sẽ phải cộng với số gì nữa đây? Số dư. Lấy kết quả vừa nhân được 5, 7, 6, 4, 5 cộng với số dư là mấy? 2. 5 cộng 2 bằng 7. 4 hạ 4. 6 hạ 6. 7 hạ 7. 5 hạ 5. Rồi các em so sánh xem đúng không? Đúng rồi đúng không? Vậy thì 5, 7, 6, 4, 7 mà chia cho 3 thì sẽ được 1, 9, 2, 1, 5. Và dư mấy? Dư mấy, dư mấy? Dư 2. Ok nhá. Rồi, như vậy chúng ta đã làm xong được bài số 5. Bây giờ mình sẽ đến bài tiếp theo, bài số 6. Cái clip này hơi dài các em nhá. Cố gắng còn bài nữa là xong rồi. Trong trang trại nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, anh Thịnh trồng được là 8.660 cây ớt chuông trong 4 cái nhà kính. Bằng này cây ớt ở 4 nhà kính, các nhà kính thì sẽ có số cây là trồng là như nhau. Hỏi mỗi nhà kính có bao nhiêu cây ớt chuông? Dễ như ăn kẹo, đúng không? Bằng này cây thì 4 nhà, vậy thì giờ lấy số này chia cho 4 sẽ ra số cây ở trong một gì? Một nhà kính thôi. Rồi vậy thì dựa câu hỏi chúng ta viết lời giải nè. Có thể trả lời mỗi nhà kính có số cây ớt là, hoặc là gì? Cách thứ hai, số cây ớt, số cây ớt, ớt này là ớt chuông nha. Đấy, ớt chuông. Mỗi nhà kính có là, được chưa? Các em sẽ lấy tổng số là 8660 chia cho 4. Rồi chúng ta thực hiện phép chia này đi. 8660 chia nó cho 4. 8 chia 4 được 2, 2 nhân 4 là 8, 8 trừ 8 bằng 0. 6 chia 4 được 1, 1 nhân 4 là 4, 6 trừ 4 bằng 2. Hạ 6. 2, 6 chia 4 được 6, 6 nhân 4, 2, 4. 2, 6 trừ 2, 4 bằng 2. Hạ 0. 20 chia 4 bằng 5.
5 x 4 20, 20 trừ 20 bằng 0. Như vậy thì mỗi một cái nhà nó sẽ được là 2165 cây. 2165 đơn vị đây là gì? Cây. Và khi mà ghi đáp số thì ghi rõ cho cây gì? Đáp số 2165 cây. Cây gì? À, cây ớt chuông. Được chưa? Xong nhá. Rồi, và đến đây thì cái bài này khá là dài. Chúng mình cũng đã hoàn thiện nó. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhá.